Tôi còn sống, hãy đưa tôi ra ngoài, một cư dân chia sẻ sau cuộc pháo kích của Nga. Valentina Popovich được đánh thức trong căn hộ của mình Đã ở Kharkiv vào sáng sớm ngày thứ Hai 11 tháng 7 bởi một đám bụi rơi xuống giường của cô. Cô chạy vào phòng tắm và đúng lúc đó tòa nhà đã bị sập đổ do phải hứng chịu cái trận pháo kích. Cô đã nằm dưới những đống gạch vụn và nó đang trút xuống đầu cô từ tầng trên. Lúc đó tôi vô cùng hoảng loạn, tôi nhìn thấy ánh đèn, đó chính là ánh đèn của lực lượng cứu hộ và tôi bắt đầu la lớn, Tôi còn sống là ơn hãy đưa tôi ra, xin làm ơn. Và ngay sau đó, lực lượng cứu hộ nhanh chóng bước vào hành lang, đập cửa và đưa tôi ra ngoài. Cô chia sẻ với Dr. bên ngoài khu chung cư của cô ấy. Theo thông tin được biết, Bobby Vichuk là một trong số những người may mắn. Cô được kéo ra ngoài còn sống và không bị thương từ đống đổ nát của một tòa nhà bị sập một phần do pháo kích của Nga. Và giờ sau cuộc pháo kích của Nga vào thành phố, đã có ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Một quan chức từ văn phòng tổng thống Ukraine cho biết các khu dân cư đã bị tấn công khi Nga bắn rocket từ nhiều bài phóng tên lửa vào thành phố, nhưng Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường.